Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim và drop nhận được 100 đồng token Lightning token nhé. Một số thông tin về đồng token này: số tổng công phát hành là 30 triệu nhé. Đã có 1.333 tài khoản đăng lên, đã phát sinh 2.732 lượt giao dịch. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimvlog.net. Nếu truy cập website thì mình được phần dưới mô tả của mình nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm hai bước chuyển trên trang website của mình. Bước 1 các bạn sẽ cho contract nhé. Các bạn có thể sử dụng bút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc phía trước đó network của các bạn thêm địa chỉ token này vào cho mình. Ký hiệu LIGHT, sẽ tập vào 18. Nhấp add token và nhấp import token nhé. Sau khi đã thêm một được địa chỉ token một ví, các bạn quay trở lại website claimvlog.net, tìm tới bước 2, nhấp vào link giúp họ này để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào phần này, claim live. Để dẫn phần dưới này nhé. Rồi, chương trình Anadot sẽ tiếp tục vào 59 ngày nữa. Được list lên sàn Pancasus vào ngày 10 nhé. Tháng 1 năm 2022. Và các bạn ở đây các bạn có điều kiện thì bỏ ra min nhỏ là thấp nhất là 0.05 BDB mua đồng tộc này nhé. Các bạn cờ lao các bạn nhấp vào này thật mình. Rồi, cái bọc đơ BB các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cân đối nhé. Mình sẽ phải làm lại. Chờ một lát mình sẽ làm lại cho các bạn. Thì trong thời gian chờ đợi thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimvlog.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn phải vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mình sẽ làm lại phần này. Và Viga 0.00065 BDB, bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, mình đang được xử lý đây. Thì các bạn lưu ý một bên cánh tay phải đây là những cái dự án sắp kết thúc ngày và những ngày gần nhất, các bạn có thể theo dõi hoặc là trả lại để những cái dự án mà mình chưa tham gia thì cố gắng tham gia nhé. Để không khó mất thời gian của các bạn thì video đây được rồi. Mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100 đồng token là Lightning token nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.